À, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả một cái series khá là mới. Và thì tôi thấy là có nhiều người trong cái lúc mà chúng ta mạn đàm hoặc là cũng có rất nhiều người đặt ra những cái câu hỏi trên các cái phương tiện, ví dụ như kể cả trên TikTok của tôi, trên Facebook của tôi hoặc là ngay cả ở trong cái YouTube này thì cũng có rất nhiều người người ta quan tâm đến cái vấn đề liên quan đến vô trí rượu. Thì như đã chia sẻ rồi, nếu mà những người khác không làm thì để tôi làm. Vậy thì hôm nay thì tôi sẽ gửi tới mọi người một cái series liên quan đến các trường hợp vô chính diện, giống như là cái series mà các cái hệ thống chính tinh kép mà tôi đã phân tích cho mọi người xem. Nên mà chúng ta sẽ phân tích cái hệ thống về vô chính diện nó như thế nào nhá. Ok, thì bây giờ thì trước khi đi vào từng trường hợp thì chúng ta sẽ phải tổng quan để xem vô chính diện nó là cái gì, tại sao người ta lại nói là vô chính diện mà người ta lại không nói là vô chính cái khác, đúng không? Ok. Định nghĩa thì trong khoa tử vi đổ số ấy, thì mọi người biết rồi, đây là môn học mà người ta nói là chuyên luận về tinh đầu. Thì đã chuyên luận về tinh đầu thì nó sẽ xuất hiện, hoặc là trong bất kỳ một môn học nào nó sẽ xuất hiện những cái khái niệm riêng biệt của nó. Thì ở trong môn tử vi đổ số nó sẽ xuất hiện ba cái từ mà chúng ta phải định nghĩa được và để phân biệt nó với nhau, đó chính là tinh, diệu và độc. Tại sao chúng ta phải phân biệt cái này? Bởi vì nó có ứng dụng rất khá cao mà nhiều người vẫn còn đang nhầm lẫn. Thì ở đây tôi đã viết ở trên màn hình cho mọi người thấy, bản thân hai chữ tinh và chữ diệu đều có ý nghĩa là ngôi sao. Thế còn nếu khi chúng ta đã nói về đẩu ấy, thì nó là chòm sao chứ không phải là một ngôi sao. Thì ở trong môn tử vi đẩu số người ta chia làm hai chòm sao là nam đẩu, bắc đẩu. Cái việc người ta chia chòm sao này ra để chia thứ nhất là cách an, hoặc là cái kiểu chia thứ hai là chia về tính chất, nhưng cách an thì không phải, thì còn chúng ta chia về tính chất là nhiều hơn. Thì cái chòm bắc đẩu thật thì nó có 7 sao, người ta gọi là bắc đẩu thất tinh. Thực ra là nó có 9 cơ, bao gồm cả tả phù hữu bật hai bên cạnh, nhưng mà hai cái ngôi sao này chúng ta rất khó có thể quan sát được bằng mắt thường, cho nên là người ta chỉ để nó ở cái hệ thống trợ tinh, gọi là bổ trợ cho cái chòm bắc đẩu mà thôi. Thế còn chòm nam đẩu thì nó có 6 sao, gọi là nam đẩu lục tinh. Cả hai chòm này đều có thật ở trên bầu trời. Nhưng mà cái mà rất ít người người ta để ý đến cái chòm nam đậu lục tinh này, được chưa nhỉ? Và các bạn nhớ nhé, cái việc mà cái chòm bắc đậu và cái nam đậu này ấy, thì chúng ta ở trong môn tử vi là chúng ta gán cho nó, và chúng ta hay thường coi là bắc đậu là cái chòm tử vi, còn nam đậu là chòm thiên phủ. Nhưng mà đấy là cái cách coi của tùy từng, cái cách đặt của tùy từng người. Nhưng mà có những cái thì đa phần và ai cũng đồng ý với ai, đó chính là tính chất nam bắc đẩu này nó để chia ra về cái tính chất của các sao ấy. Có một số sao thì thuộc chòm tử vi thì nó có tính chất của nam đẩu, nhưng có một số sao thuộc chòm thiên phủ nhưng nó lại có tính chất của bắc đẩu, ví dụ như cự môn chẳng hạn, kiểu kiểu thế nhá. Đó thì đây là để cho mọi người hiểu thế nào là tinh, diệu và đẩu. Và cái này thì chúng ta rút ra được là tinh và diệu là ngôi sao, chỉ một một sao thôi thì người ta gọi là tinh hoặc là diệu. Thế còn đẩu là để chỉ một chòm sao bao gồm nhiều sao nhá. Và các bạn để ý này, cái hai chữ tinh và chữ diệu đều được để chỉ một ngôi sao. Thế khi nào người ta dùng chữ tinh và khi nào người ta dùng chữ chữ diệu? Thì cái chữ tinh ấy là được chỉ các sao nói chung, và tất cả các sao đều được gọi là tinh, kể cả các chính tinh hay các phụ tinh. Đa phần chúng ta chia như sau: chính tinh hoặc là chính diệu thì là 14 cái sao chính đấy, đúng không? Bao gồm là có 6 sao thuộc chòm tử vi và 8 sao thuộc chòm thiên phủ. Thì cái thứ hai là phụ tinh, là tất cả những sao còn lại trừ 14 cái ông này ra. Lục cát tinh thì mọi người đa phần mọi người hay gán nó là tả hữu xương khúc khôi viên, hay là lục sát tinh thì đa phần là mọi người thường gán nó là kình đà không kiếp linh hoạt. Được chưa nhỉ? Trong đấy cái thuật ngữ mà tứ sát đấy là thuật ngữ cổ, bao gồm là kình đà linh hỏa, kình dương đà la, linh tinh hỏa tinh ấy. Thế còn bây giờ ấy thì bởi vì cái tính ứng dụng với cả cái sức tàn phá của không kiếp nó mạnh lên, người ta nghiên cứu được không phải là nó mạnh lên theo tính chất của nó, mà là cái trong cái thời đại này thì cái tính đấy nó đang mạnh lên, thì người ta ứng dụng nhiều và người ta kéo nó lên thành một cái sao, một cái bộ đôi có cái tính chất mãnh liệt, hung tàn mạnh mẽ, thì người ta gọi nó là sáu lục sát tinh. Thực ra là ai thích gọi kiểu gì thì gọi, nhưng mà tất cả các sao đều chúng ta đều gọi là tinh hết,
được chưa nhỉ? Hay là tư hoa tinh là quyền hoa kỵ, thế đây gọi là tinh nhá. Thế còn rượu thì sao? Bản thân cái chữ rượu ấy là chỉ để chỉ các cái sao mà có vị trí miếu vượng đắc hãm nhá. Cái đây, đây 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 chỗ này đáng ra tôi phải để cái chỗ này trước. Cái chữ rượu ấy là chỉ dùng cho chính tinh và tứ hóa tinh hay là một số cái sao quan trọng thôi, có nghĩa là cái sao mà được phân định bởi nó có các vị trí người ta phân định được nó có miếu vượng đắc hãm hay không nhá. Và chúng ta thường thấy các cái chữ rượu này thường gắn liền với cái thuật ngữ, ví dụ như chính rượu, hóa rượu, sát rượu, tạp rượu. Còn những cái sao cấp 2 có nghĩa là những sao nhỏ trở đi mà chúng ta không có, không định nghĩa được những cái vị trí đắc miếu vượng của nó thì chúng ta không dùng cái chữ chữ rượu. Thế cho nên ấy, một cái cung ấy mà không có chính tinh thì người ta gọi là vô chính rượu nhá, vô chính rượu, để người ta chỉ cái tầm quan trọng của cái sao đấy thì người ta gọi là rượu. Thế còn các sao bình thường đều gọi là tinh hết, được chưa nhỉ? Và cái bản thân tại sao tôi lại nói là phân định miếu vượng đắc hãm, bởi vì cái chữ rượu nó có một cái ý nghĩa trong chữ tự, đó chính là phát sáng, mà sáng đến mức lấp lánh. Mà khi đã sáng đến mức lấp lánh thì chúng có nghĩa là nếu chúng ta giả sử nó là sao trên bầu bầu trời thì chúng ta có thể quan sát được bằng mắt thường. Mà đã quan sát được bằng mắt thường thì trong khoa thiên văn thì những cái sao đấy nếu mà chúng ta để ý thì thứ nhất là nó gần trái đất. Vậy đã gần thì nó sẽ ảnh hưởng đến trái đất nhiều hơn. Thì trong các môn thiên văn người ta cũng gán cho nó là những cái sao quan 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 trọng. Thì người ta dùng cái chữ rượu này. Đó, thế tiếp theo thì trong cái về sự phân chia ấy của các cái sách tàu mà xuất phát từ Đại Tông Sư là Chương Khai Quyển thì người ta chia cái tổ hợp các sao ra làm 5 5 loại, 5 cấp bậc, 5 cấp bậc để chia ra. Cái cấp bậc này có nghĩa là sự ảnh hưởng của các sao. Cái sao nào ảnh hưởng nhiều hơn sao nào to hơn sao nào. Đấy, hay như lúc nãy tôi nói ấy, thì người ta nếu mà trong khoa thiên văn thì người ta chia gần hơn thì sáng hơn, rõ hơn, mình quan sát được dễ hơn. Thế còn xa hơn ấy, thì rất khó quan sát. Bây giờ thì khoa thiên văn thì người ta phải quan sát bằng kính, đúng không? Thôi chúng ta quay trở lại khoa tử vi đổ số của chúng ta. Thì người ta chia ra làm 5 cấp. Thì các bạn có thể nói là cấp 1, cấp 2, cấp 3 cũng được. Nhưng mà trong tiếng Hán thì người ta chia làm ví dụ giáp cấp tinh, cấp đầu tiên là cấp mạnh nhất. Hoặc là người ta gọi là các sao cấp 1 là các sao có tính chất tác động mạnh mẽ nhất. Có nghĩa là tất cả các sao mà chúng ta đang kể ở phía trên có nghĩa là 14 chính tinh. Đây này, cái sao này này, 14 chính tinh nhá. 6 ông cát tinh nhá là 20 nhá. 6 ông sát tinh là 26 với cả 4 tứ hóa tinh là 30. Thì có nghĩa là tất cả các sao cấp 1 này là 30 cái sao mà chúng ta vừa kể cộng thêm hai sao nữa là sao Lộc Tồn và sao Thiên Mã. Đấy là cái sao mà những cái sao mà người ta gọi là sao cấp 1. Cho nên các bạn thấy là cái trường phái mà người ta nói là tử vi tứ hoa bắc phái người ta chỉ ăn đúng gần này sao thôi, bởi vì thực ra những cái sao này mới gọi là những cái sao quan trọng, nó mới ảnh hưởng nhiều nhất, được chưa? Sao thứ hai người ta gọi là ất cấp, ất cấp đêm rồi, cho nên là nói nhiều khi nó hơi díu, mọi người thông cảm. Ất cấp thì bao gồm là những cái bộ sao đôi, sát tinh cũng có, phúc tinh cũng có, ví dụ như thai, tọa, quang, quý, long, phượng, cáo, phụ, quan, phúc, tài, thọ, hồng, hỷ, hình, diêu, thiên, địa, dạ, thường, xứ, khắc, ư, cô, quả, gì gì đấy. Đến cái cấp 3 là bính cấp, là bao gồm các sao của vòng bác sĩ, tất cả vòng tràng sinh. Thế đinh cấp tinh là bao gồm sao cấp 4, các sao của vòng tướng tinh. Nếu mà ai chưa biết thì cái vòng tướng tinh này chính là có cái đồng chí Thiên Mã, và trong đấy thì cũng có đào hoa, hoa cái, kiếp sát. Và tiếp theo là mậu cấp tinh, có nghĩa là các sao cấp 5, là bao gồm các sao của vòng thái tuế. Thì bản thân là tôi đưa ra cái này thì để chỉ cho mọi người thấy là khi chúng ta học của họ thì chúng ta phải hiểu được về thuật ngữ của họ và hiểu được cái nguyên lý hình thành các sao của họ. Các bạn có hiểu vấn đề không nhỉ? Thì để chúng ta có một cái mở rộng hơn về cái góc nhìn. Cái thứ hai nữa là trong cái tử vi khi nó du nhập vào Việt Nam và nó đã bị thay đổi. Ở Việt Nam thì các học giả của chúng ta, cha ông chúng ta thì không chia rõ cấp độ sao gì. Thì chính vì cái việc mà không chia rõ cái cấp độ sao cho nên nhiều khi chúng ta bị ảnh hưởng của bị những cái gì đó lòe bịp hoặc là không hiểu rõ những cái vấn đề tính chất của những cái sao quan trọng nhất. Với những cái sao nào mới là cái sao ảnh hưởng lên chúng ta nhiều nhất mà chúng ta cứ kéo những cái sao vòng
linh tinh lên để ảnh hưởng. Ví dụ như là mọi người đang bị một cái gì đấy thiên không thiên kiếp gì đấy, tôi không biết là mọi người học ở đâu, nhưng mà nó đang bị ảnh hưởng đến 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 tính đến 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 cái tính chất luận đoán. Và cái thứ hai nữa là khi không chia cái cấp độ sao này thì cũng là một cái cách hay, bởi vì trong cái việc mà tôi nói thật với mọi người là chưa chắc cái việc ở tử vi của Trung Quốc người ta chia cái hệ thống 5 cái cấp này đã chính xác đâu, bởi vì có một số sao, ví dụ như là ở người ta nói là đinh cấp tinh, các sao ở vòng tướng tướng tinh ấy, thì cái ảnh hưởng của nó lại rất mạnh. Ảnh hưởng của nó lại rất mạnh bởi vì trong vòng tướng tinh nó có thiên mã, đào hoa, kiếp sát, hoa cái, các bạn thấy là những cái sao này ảnh hưởng nó rất mạnh. Hay là trong những cái sao của vòng thái tuế là chính thái tuế nó cũng là ảnh hưởng rất mạnh, hay tuế phá nó cũng ảnh hưởng rất mạnh, mà lại xếp nó vào mộng cấp tinh thì nó cũng chưa được hợp lý lắm. Cho nên cái việc mà người ta chia như này thì nó cũng có cái hay mà nó cũng có cái dở. Thế còn cái việc mà ở tử vi Việt Nam chúng ta không chia thì nó cũng có cái hay và nó cũng có cái dở. Thì chúng ta nên học toàn bộ và mở rộng góc nhìn để cái gì hay thì chúng ta tiếp thu, còn cái gì dở thì chúng ta bỏ đi, kể cả của người hay của mình đều như thế cả. Thì để tôi giới thiệu cho mọi người để mọi người có một cái góc nhìn nó tổng quan hơn nhé. Rồi. Vô chính rượu. Vậy thì sau khi mọi người biết được là cái rượu nó là cái gì, đúng không? Thì mọi người đã biết là tại sao người ta lại nói là vô chính rượu. Và vô chính rượu thì chính là đấy, chữ rượu, rượu là sao sáng lấp lánh, mà cái sao đó lại còn có các vị trí đắc đắc miếu vượng. Thì đắc miếu vượng nó có cả chính tinh lẫn phụ tinh, đúng không? Nhưng ở đây người ta đã nói rõ ràng là chính rượu rồi, vậy thì chắc chắn là cái vô chính rượu này chính là một thuật ngữ để gọi, để làm một cách gọi của một cung, và đã gọi là không, vô là không, đúng không? Thế còn chính rượu là không có cái chính tinh tọa thủ thì người ta gọi là vô chính rượu. Và cái trường hợp cái cung vô chính rượu có thể xuất hiện ở bất kỳ cung nào, bất kỳ cung nào. Thì nếu mà chúng ta làm một cái bài toán khá là nhỏ của các em cấp 1 thì các bạn sẽ thấy là cung thì chúng ta có 12 cung, sao chính tinh thì chúng ta có 14 sao. Vậy thì các bạn thấy là nếu chúng ta chia mỗi cung có một sao thì chắc chắn nó sẽ lẻ ra hai sao. Vậy thì chắc chắn là hai cung trong 12 cung đấy nó sẽ làm gì? Nó sẽ có hai sao đồng cung. Nhưng nếu mà có cái trường hợp tiếp theo chỉ cần xuất hiện một cung thứ ba có hai sao đồng cung thôi thì chắc chắn là một cung trong mười mấy cái cung kia nó sẽ mất sao. Và mất như thế thì người ta gọi là xuất hiện cái trường hợp vô chính diện. Và các bạn sẽ nhận thấy ra là cái gì? Và chúng ta sẽ nhận thấy ra là cung vô chính diệu sẽ xuất phát khi bắt đầu có ba cung có hai sao đổ lên thì nó sẽ bắt đầu xuất hiện cái cung vô chính diệu nha. Thì ở đây thì chúng ta sẽ xem lại cái cách an sao của hai cái chòm tử vi và chòm thiên phủ để xem là nó sẽ như thế nào nhé. Đây là chòm tử vi. Chòm tử vi thì bao gồm có 6 sao là tử cơ dương vũ đồng liêm. Thì các bạn thấy là trong chòm tử vi nó gồm 6 sao. Đó, nhá, đi ngược chiều kim đồng hồ. Đấy, được chưa? Và chòm thiên phủ thì gồm 8 sao là phủ âm tham cự, tướng lương, sát phá. Đó, và nó đi xuôi. Và khi chúng ta kết hợp nó vào nhau thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ có ba tam hợp chính. Nó sẽ có ba tam hợp chính. Và các bạn nhớ là trong các tam hợp chỉ luôn luôn xuất hiện khi nó ở cùng một chòm nhá, cùng một chòm, tôi xin lỗi là năm. Ở đây chúng ta sẽ quay trở lại cái chòm tử vi trước thì các bạn sẽ thấy này, trong chòm tử vi luôn luôn có hai tam hợp, có luôn luôn có hai tam hợp. Tam hợp thứ nhất là tử vi vũ khúc liêm trinh, tử vi vũ khúc liêm trinh. Tại sao tôi lại lấy tử vi vũ khúc liêm trinh mà không phải tử liêm vũ, là bởi vì cái chòm tử vi nó ăn ngược đúng chiều chiều của nó. Cái tam hợp thứ hai là thiên cơ thiên đồng luôn luôn nhá. Thế còn đồng chí Thái Dương đứng một mình. Đó, đứng một mình, không có tam hợp với cả thằng nào cả nhá. Thế còn trong chòm thiên phủ thì sẽ có ba tam hợp chính. Tam hợp thứ nhất là phủ tướng, đây, đúng theo chiều của nó nhá, thì phủ rồi sẽ đến tướng. Tam hợp thứ hai là thái âm thiên lương. Thái âm thiên lương. Đấy, thái âm thiên lương. Thế còn tam hợp thứ ba là tham lang, thất sát và quân. Thế thì các bạn sẽ thấy là chòm tử vi có hai tam hợp, chòm thiên phủ có ba tam hợp. Vậy thì chúng ta kết hợp hai hai cái chòm này vào nhau, nó sẽ xuất hiện năm tổ hợp
hay là còn gọi là năm tam hợp. Và năm tam hợp đấy thì được liệt kê trên bảng, trên màn hình. Và các bạn sẽ thấy là trong năm cái tam hợp này thì luôn luôn có ba tam hợp bị khuyết. Bị khuyết đã gọi là tam hợp nhưng nó chỉ có hai sao, vậy thì nó sẽ bị khuyết mất một sao. Đấy chính là thiên phủ, thiên tướng, thiên cơ, thiên đồng và thái âm, thiên lương. Và các bạn nhớ là còn một vị trí, một đồng chí nữa, đó chính là thằng cự môn của tròm thiên phủ và thằng thái dương của tròm tử vi. Hai thằng này sẽ là hai trường hợp đặc biệt. À, bởi vì trong cái tam hợp của thằng này nó còn không có sao gì, và trong tam hợp của ông cự môn cũng chả có cái sao gì. Các bạn có hiểu không nhỉ? Đó, vậy thì thực ra nếu mà chúng ta để một cái trường hợp đặc biệt ở đây thì nó phải đẻ ra thêm một ông nữa là ông cự môn đứng một mình và ông thái dương đứng một mình. Vậy thì sau khi chúng ta bỏ cái trường hợp mà có đủ 3 sao đi thì chúng ta sẽ còn lại những cái đồng chí này là những cái đồng chí luôn luôn trong tam hợp của nó sẽ có một thằng cung không có sao, và cái cung đấy chính là cái cung vô chính diệu. Chính cái cung đấy sẽ là cung vô chính diệu, và tất cả những cái cung vô chính diệu nào của các bạn nó luôn luôn được ảnh hưởng và bị ảnh hưởng bởi những cái thằng này, đó chính là tổ hợp phủ tướng, cơ đồng, âm lương và cự nhật. Đấy, luôn luôn trong tam hợp các cung vô chính diệu luôn luôn bị ảnh hưởng bởi một trong những thằng này, bởi một trong những thằng thằng này. Các bạn hiểu vấn đề chưa nhỉ? Đấy là nguyên lý hình thành của nó nhá. Đó thì các bạn biết rồi, cái việc an thì cái sao tử vi nó xoay chuyển theo từ tùy từng cung và nó không bao giờ nhảy nhảy cóc. Khi đó nó sẽ tạo ra một cái số lượng, hoặc người ta nói là thập nhị huyền đồ, có nghĩa là 12 trường hợp tử vi đi trên 12 cung. Trong cuốn Tử vi nghiệm lý của cụ Thiên Lương thì cũng đã nói về cái vấn đề liên quan đến vô chính diệu, nhưng các cụ ấy nói là theo 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 cái vị trí của tử vi ấy. Ví dụ như tử vi cư Tý thì vô chính diệu ở đâu, tử vi cư Sửu thì vô chính diệu ở đâu, tử vi cư Dần Thân thì vô chính diệu ở ở đâu. Và trong đó thì từ đó thì chúng ta cũng học được rằng là tất cả các cung đều có thể có trường hợp là không có chính tinh tọa thủ, và nó trên một trục, luôn luôn là trên một trục. Ví dụ ở Tý và Ngọ đấy thì nó có hai, thì nó sẽ có trường 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 hợp là gì, 12 cung tương ứng với 12 trường hợp nhân nhân đôi lên, bởi vì nó là trục mà. Đó, các bạn để ý nhá. Và sau khi liệt kê ra thì chúng ta biết được là trong đó ở các trục Sửu Mùi Dần Thân Mão Dậu là nhiều nhất, còn trục Tý Ngọ Tỵ Hợi Thìn Tuất thì đều bằng nhau và ít hơn nhá. Thì đây chính là liệt kê, và chúng ta sẽ có là cái trường, ví dụ như ở trường hợp Tý Ngọ thì các bạn sẽ có trường hợp là Thiên Đồng Thái Âm Chiếu. Ở Sửu Mùi thì chúng ta có tận 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là Cự Đạo Môn Thiên Đồng Đồng Cung Chiếu, trường hợp thứ hai là Âm Dương Chiếu, trường hợp thứ ba là Vũ Tham Chiếu. Thì ở trục Dần Thân chúng ta cũng có 3 trường hợp xảy ra. Cái trường hợp thứ nhất là Đồng Lương Chiếu, Cự Nhật Chiếu, Cơ Âm Chiếu. Ở trục Mão Dậu thì cũng có 3 trường hợp xảy ra là Cự Cơ Chiếu, Dương Lương Chiếu, Tử Tham Chiếu. Ở trục Thìn Tuất thì ít hơn, chỉ có một trường hợp là Cơ Lương Chiếu mà thôi. Thế còn trường hợp ở trục Tỵ Hợi thì cũng ít hơn, thì có trường hợp là Liêm Tham Chiếu thôi. Ok chưa? Vậy thì các bạn sẽ thấy là từ đây chúng ta lại suy ra được một một cái góc nhìn khác, là nếu chúng ta tính cái cung đối diện với cái cung vô chính diệu thì nó luôn luôn rơi vào cái tổ hợp là tổ hợp Cơ Nguyệt Đồng Lương Cự Nhật hoặc có thằng Tham Lang. Đấy, các mọi người để ý xem, ví dụ trục Sửu Mùi này, Tham Lang nhá. Được chưa? Trục Mão Dậu có Tham Lang nhá, trục Tỵ Hợi cũng có Tham Lang nhá. Đấy. Đấy, cho nên mọi người cũng phải để ý là riêng cái thằng Tham Lang này nó cũng là một cái sao cực kỳ hay. Bởi vì tự nhiên đáng lẽ ra Cơ Nguyệt Đồng Lương với cả Cự Nhật thì nó là những bộ sao tĩnh, những bộ sao yếu đúng không? Ok. Nhưng mà Tham Lang vốn nó là sao mạnh cơ mà nhỉ? Vậy tại sao nó cũng là cấu tạo nên cái tổ hợp hoặc xung chiếu với cả cái cung vô chính diệu, tự nhiên nó lại có cái thằng Tham Lang này vào. Đấy, cho nên cái tính chất của Tham Lang nó là một cái tính chất sao cực kỳ đặc biệt. Thế người ta nói là Tham Lang vi Thăng Lam nhập miếu. Tự nhiên tôi lại quên mất cái câu phù đấy. Đó chính là cái gì nhỉ? Tham lang vi thiện tú, nhập miếu bất hung. À, có nghĩa là thế, có nghĩa là tham lang vốn là vì sao thiện, nhưng mà nhập miếu thì nó mới bất hung. À, cho nên là nhiều khi là ngay trong tính chất của ông tham lang này đều đã có một cái tính chất gì đấy nửa thiện nửa ác rồi. Nửa động nửa tĩnh rồi nhá.
Đó, thì để cho mọi người có một cái góc nhìn kỹ hơn về cái đồng chí liên quan đến Ngô Chính Diệu này. Được chưa nhỉ? Thì đây là cái bài mở đầu. Thì chúng ta sẽ kết thúc cái bài này ở ở đây nhá. Coi như là vừa giới thiệu cho mọi người cái vấn đề là cái series sắp tới hàng tuần chúng ta sẽ học cái gì. Và đây, tuần sau thì chúng ta sẽ vào bài luôn. Mệnh vô chính diệu tại cung Tý với cung Ngọ đây. Được chưa nhỉ? Tôi cũng đã chuẩn bị hết rồi. Đây, xét vị trí này, trường hợp này, cách cục điển hình này, nhận xét về các cung, cung phúc, cung điền, cung quan, cung nô di tật đấy. ABC, XYZ đấy. Đấy, được có hết nhá. Tuần sau thì tôi sẽ giảng chi tiết, đấy, xong rồi những điều cần chú ý này, rồi bộ này cần cái gì này, rồi gặp sao gì này, kỵ sao gì này. Tuần sau thì tôi sẽ gửi đến mọi người chi tiết và tôi sẽ giảng chi tiết từng phần một nhá. Thế còn hôm nay là để coi như là giới thiệu với cả mọi người một cái bài, một cái series mà chúng ta sắp học tiếp theo. Rồi, xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong thứ tư tuần sau nhá. Rồi, xin chào mọi người. Nếu mà mọi người thấy hay, mọi người hãy nhớ like và chia sẻ giúp tôi. Rồi, xin chào. Đâu nhỉ? Tắt đâu nhỉ?